Francisco Trương Bưu Diệm vì mùng tư nhân lành đã tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa để rao giảng ơn cứu độ của Đấng Kitô cho muôn dân. Người đã liều mình hy sinh cho con chiến của người được bình yên. Người đã liều mình hy sinh vì tình yêu Đấng Kitô. Nay chúng con dâng lời nguyện này nhờ Cha. Cha.